Thưa quý vị, thời gian qua tình trạng nuôi bò thả rông trên các tuyến đường, khu dân cư gây bức xúc trong nhân dân. Mặc dù pháp luật nghiêm cấm nhưng tình trạng này vẫn diễn ra. Sau đây là ghi nhận tại một số khu dân cư trên địa bàn phường 6 thành phố Tân An. Đây là hình ảnh những con bò hiên ngang đi trên đường tại khu dân cư Đại Dương, phóng uế bừa bãi. Mặc cho có nhiều bản cấm chăn nuôi gia súc gia cầm trong khu vực, khu dân cư này có 8 hộ chăn nuôi bò trái quy định pháp luật. Nhận được phản ánh từ người dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường 6 thành lập đoàn kiểm tra nhằm xử lý nghiêm những hành vi nuôi bò thả rông. Trước cái tình hình người dân chăn nuôi bò thả rông trong các khu dân cư thì Ủy ban dân phường có xây dựng cái kế hoạch để xử lý tình trạng bò thả rông trên địa bàn phường. Qua đó, Ủy ban dân phường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền vận động người dân để chăn nuôi đúng quy định, không nên thả rông để gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn phường. Bên cạnh đó thì Ủy ban dân phường cương quyết xử lý những hộ chăn nuôi không đúng quy định nhằm để hạn chế tình trạng bò thả rông trên địa bàn phường. Chị đã chăn nuôi thả rông trong cái khu dân cư này được bao lâu với chị? Từ hồi khu quy hoạch đến giờ mình cũng không nhớ năm mấy nữa. Dạ. Vậy thì mình đã được chính quyền địa phương nhắc nhở bao nhiêu lần? Tôi ở dưới kia còn em nó giữ ở đây nè, mà nhưng cũng ngoài mấy lần rồi đó, không biết nữa, hình như mấy lần rồi đó. Rồi cũng tôi cột lại mà đâu có thả đâu. Tại bữa nay có hai con bò đực á, cái nó dẫn đi chạy vòng vòng rồi thành ra phải lùa hai con bò kia vô đặng nhốt lại, mà hai bò kia mới bán thất thì. Mới bán xe mới chở xong đó, rồi chưa kịp lùa bò này vô á là mấy anh tới đó. Sau khi mình cái đoàn kiểm tra đến là biên bản thì chị có quyết tâm là chị sẽ di dời đàn bò về nơi quy định không? Thì tôi lùa vô chuồng nhốt lại rồi tôi cái cỏ nó ăn hay tôi cột lại chứ tôi không có thả nữa. Hiện tại trên địa bàn phường 6 có 65 hộ chăn nuôi với tổng đàn gần 400 con. Bò thả rông xuất hiện ở một số khu dân cư như Idico, Đồng Tâm, rủi ro nguy hiểm cho người đi đường. Cái tình trạng mà thả bò hiện nay thì theo tôi thấy thì nó mất cái mỹ quan của cái khu chung cư. Thì bò thì thấy linh tinh lắm. Khu vực này trước đây thì coi như đi luồn tuôn mà. Còn bây giờ thì bằng ngày thì đỡ. Mà chiều hoặc khuya khoảng 4 giờ đó. Khoảng 4 giờ khuya đó là có. Mặc dù các hộ chăn nuôi viết cam kết nhiều lần tại địa phương, nhưng tình trạng chăn nuôi bò thả rông vẫn tiếp tục diễn ra. Bởi theo Nghị định 144 thì chủ vật nuôi chỉ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng đối với hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng. Để giải quyết triệt để vấn đề này, bên cạnh việc xử lý theo pháp luật, cần kết hợp các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các hộ chăn nuôi. Quan trọng nhất là tạo điều kiện cho hộ chăn nuôi chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm mới.